chào mọi người. Bây giờ này thì trụ cầu này, cái trụ cầu này bây giờ học lái trụ cầu này là cũng rất là ok. Một cái trụ cầu này học có khoảng tầm 3-4 tháng mà lương 15 đến 20 triệu, có công ty trả 15, có công ty trả 18, có công ty trả 20 triệu. Mà học bằng lái ra thì có hết có khoảng 10 triệu đô lái thôi. Để chuyên cầu những cái khúc to này hoặc đi các công trình ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum. Nếu mà học lái trụ cầu này thì tháng 100 mấy chục triệu. Cầu này đang công tác chuẩn bị để câu hai trụ này lên. Khi câu hai trụ này lên mới có 3 đốt. Mới được 3 đốt à.